Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận sau tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024 hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mặt trận vận động quỹ vì người nghèo xây 3 căn và sửa chữa 4 căn nhà đã đoàn kết, đã vận động tặng trên 3.500 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 1,25 tỷ đồng, tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương, phiên chợ không đồng, hưởng ứng ngày thứ Bảy Văn Minh, thành phố không Rác. Của vận động Phủ Xanh Đô Thị Thủ Dầu Một hướng đến xây dựng thành phố Thủ Dầu Một xanh thân thiện trong 6 tháng cuối năm, mặt trận và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dẫn động nhân dân tạo sự đồng thuận để thực hiện cuộc vận động phủ xanh đô thị Thủ Dầu Một, hướng đến xây dựng thành phố Thủ Dầu Một xanh thân thiện, đề án nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vận động quỹ vì người nghèo.